Mr. BTS xin kính chào quý vị và các bạn. Trải qua gần 80 năm, quân đội nhân dân Việt Nam có những vị đại tướng mà tên tuổi, sự nghiệp gắn liền với những chiến công lừng lẫy, góp phần quan trọng vào các cuộc kháng chiến thống nhất, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những vị tướng huyền thoại của quân đội nhân dân Việt Nam. Thứ nhất là đại tướng Võ Nguyên Giáp, là người trực tiếp chỉ huy đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944 tại Cao Bằng. 37 tuổi, ông đã trở thành vị đại tướng, tổng tư lệnh đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Bằng tài năng quân sự của mình, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần quan trọng trong nhiều chiến thắng của quân và dân Việt Nam, từ trận đầu khai phát Nà Ngần tới chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975, trở thành vị tướng huyền thoại trong lòng người dân Việt. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được cả thế giới kính trọng, ngưỡng mộ và truy tôn là một trong 10 vị tướng vĩ đại nhất lịch sử thế giới qua mọi thời đại. Ngoài đại tướng Võ Nguyên Giáp, lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam còn nhắc nhớ đến các vị đại tướng khác mà nhân dịp kỷ niệm này, chúng tôi cùng điểm qua với quý vị các bạn chân dung của những vị tướng huyền thoại. Đó là đại tướng Văn Tiến Dũng, sinh năm 1917, mất năm 2002. Ông nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương. Ông là một vị tướng tài ba, mưu lược, nhà quân sự xuất sắc của dân tộc Việt Nam. Ông đã trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch với những cách đánh sáng tạo, biết địch, biết ta, giành thắng lợi giòn giã. Trong đó tiêu biểu nhất là chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Và chân dung lịch sử thứ ba chúng tôi muốn nói đến chính là Đại tướng Lê Đức Anh. Đại tướng Lê Đức Anh sinh ngày 1 tháng 12 năm 1920 và mất ngày 22 tháng 4 năm 2019. Đại tướng Lê Đức Anh là cán bộ chỉ huy quân đội trực tiếp tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Đảm nhiệm cương vị là chủ tịch nước trong giai đoạn đầu tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, ông tham gia hoạch định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước cả về đối nội và đối ngoại. Ông là một trong những nhà lãnh đạo quốc gia tầm cỡ trong thời kỳ đổi mới, nhà quân sự xuất sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Và chân dung lịch sử thứ tư chúng tôi muốn nói đến chính là Đại tướng Lê Trọng Tấn. Đại tướng Lê Trọng Tấn sinh năm 1914, mất năm 1986. Ông nguyên là Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam. Ông là đại tướng Việt Nam lớn tuổi nhất vào thời điểm thụ phong là 70 tuổi và là vị tướng trận mạc luôn có mặt ở những chiến trường gai góc và nóng bỏng nhất, có khả năng xoay chuyển cục diện của trận đánh trăm trận trăm thắng. Cán bộ chiến sĩ quân đội yêu mến thường gọi ông là Zhukov của Việt Nam, luôn đoàn kết một lòng tin tưởng vào tài năng đức độ, thông minh sáng tạo, nhanh nhạy quyết đoán của ông. Như lời đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nói, anh Lê Trọng Tấn xứng đáng hai lần anh hùng. Tài năng quân sự của ông được thể hiện nổi bật nhất trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào năm 1975. Và kế tiếp là đại tướng Chu Huy Mân. Đại tướng Chu Huy Mân sinh năm 1913, mất năm 2006. Ông nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, là một tài năng quân sự và kiên định, có tầm chiến lược và cũng rất giỏi về chiến dịch và chiến thuật, là một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng. Ông đã góp phần phát triển nghệ thuật quân sự, đặc biệt là nghệ thuật chiến dịch tổng hợp gồm hai lực lượng chính trị, đấu tranh chính trị và binh vận và quân sự và ba thước quân và là đỉnh cao chiến tranh nhân dân ở khu 5 Đông Xuân năm 1972 ở Bắc Bình Định và cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975 ở khu 5. Chân dung huyền thoại tiếp theo chúng tôi muốn nói đến chính là Đại tướng Hoàng Văn Thái. Đại tướng Hoàng Văn Thái sinh năm 1915, mất năm 1986. Ông là một trong 34 chiến sĩ đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, là một trong những đơn vị làm vị tướng đầu tiên có ảnh hưởng quan trọng trong sự hình thành và phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Hoàng Văn Thái là tham mưu trưởng đắc lực bên cạnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong nhiều chiến dịch quan trọng. Ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Với tài năng và sự cống hiến của mình, Đại tướng Hoàng Văn Thái là con người ưu tú, vị anh hùng dân tộc xuất sắc dưới thời đại Hồ Chí Minh. Và tiếp theo là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sinh năm 1914, mất năm 1967. Ông từng công tác ở nhiều lĩnh vực chính trị khác nhau và đều có khả năng phát triển lĩnh vực đó, nên còn được gọi là vị tướng phong trào. Ông cũng là người đề ra chiến thuật đánh áp sát của quân giải phóng miền Nam với phương châm nắm thắt lưng địch mà đánh. Ông là một trong những cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng, một tướng lĩnh tài ba của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có những cống hiến quan trọng vào sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Trên đây là một số thông tin về những vị tướng huyền thoại của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.